Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình sẽ khai nhớt lần đầu tiên cho chiếc CB300 ở 586 cây số đầu tiên và hai lọc nhớt cho chiếc CB300 luôn các bạn. Hôm nay mình sẽ làm clip hướng dẫn cũng như là chia sẻ với các bạn cái cách mà thay nhớt cho chiếc xe này. Ở Việt Nam thì mình chưa thấy ai làm clip về thay nhớt cho chiếc CB300. Tuy là nó có những cái điểm tương đồng với những cái dòng xe khác, thay nhớt thì nó vẫn giống giống nhau. Nhưng mà chiếc xe này nó có cái phần đó là cái nắp mà lọc, cái nắp mà đậy cái phần mà lọc dầu của các bạn. Nó phải hai cái ron, mỗi lần mà hai cái lọc khác. Đó thì bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem. Là cái lọc này mình đặt ở Head Honda 5S này các bạn. Đây các bạn nhìn thấy không? Nó rất là đều ở cái phần mà cái phần lọc. Và ở trên cái mặt này nó sẽ có khắc chữ rất là rõ ràng. Nếu như mà lọc phát đó, thì nó sẽ không có khắc chữ như vậy. Và những cái đường lọc này nè, nó sẽ không có đều, cũng như là nó rất là lỏng lẻo các bạn. Mỗi lần mà chúng ta tháo cái nắp đậy cái phần mà lọc dầu á, thì chúng ta phải hai một cái ron như thế này. Thì cái ron này có giá là 50.000, mua ở hết luôn ha các bạn. Các bạn đừng có tiếc 50.000 mà mình không hai nha. Tại vì khi mà mình không hai á, mà lỡ mình đã thay cái lọc mình chăm nhớt vô ok rồi, mà lúc đó mình chạy xe bắt đầu nó bị rỉ ra đó, thì sẽ rất là phiền. Phải háo ra để gắn cái này vào và nó sẽ chảy nhớt rồi rất là dơ đó. Cho nên là khi mà chúng ta thay nhớt và chúng ta thay lọc thì chúng ta mua luôn cả cái ron này. Nó khác với lại ở bên nhà ho Yamaha, là Yamaha nó xài cái ron cao su ở bên trong, sẽ sử dụng dùng đi sử dụng lại rất là nhiều lần. Nhưng mà Honda người ta sử dụng cái ron như thế này đấy. Cho nên là mỗi lần mà mình vặn vào á, thì nó sẽ ép chặt, nó ép chặt cái này với cái mặt máy, nó sẽ có cái độ mà lúng nhẹ. Rồi tới khi mà chúng ta háo ra, chúng ta hai lần thứ hai mà chúng ta vặn vào á, nó sẽ không có ngay ngắn hay ngay giống như là lúc đầu chúng ta vặn vào á, tức là vặn lần hai á, nó sẽ có cái độ hở và nó sẽ xì nhớt đó. Ở bên nước ngoài thì người ta có những cái view clip một hai nhớt cho chiếc xe này, thì mỗi một lần hai lọc là người ta sẽ hai cái ron này ha các bạn. Ok, bữa nay mình sẽ sử dụng cái nhớt Saro Racing V2. V1 thì các bạn sử dụng nhiều rồi, nhưng mà V2 này thì mình nghĩ là có bạn chưa có biết về dòng V2 này nó sẽ như thế nào, mà ngay cả mình cũng chưa sử dụng V2, cho nên hôm nay mình sẽ sử dụng thử ha. Dòng V2 thì nó có khác một tí xíu về cái bao bì, tức là các bạn có thể phân biệt giữa V1, V2 là ở ngay chỗ vị trí này. Đấy, V2 thì nó sẽ có thêm một cái để mình chép cái mã QR gì đó. Có khác khác một tí xíu ha các bạn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà mình thay nhớt cho xe này. Thì đầu tiên á, chúng ta sẽ tháo cái phần ốp này ra. Tháo cái phần này ra thì rất là đơn giản, các bạn chỉ cần tháo một con ốc ở vị trí này. Và các bạn giật về phía trước thôi. Ở ngay chỗ này nó có một cái chốt giật, cái chốt đâm vô như thế này nè. Chúng ta tháo hai con ốc ở hai bên là chúng ta kéo về phía trước. Là có thể là tháo cái phần ốp này rồi. Không tháo cũng được các bạn, không vấn đề gì hết. Nhưng mà khi mà chúng ta tháo cái phần ốc nhớt này, tháo cái phần ốc nhớt này ra thì nhớt nó sẽ chảy, nó sẽ dính vô trong cái phần cái dè phía trước đi, nó là cái dè phía trước á. Nó sẽ ướt cái dè phía trước và nó sẽ chảy về phía trước này nè. Nó chảy về tới đây, nó rất là dơ. Cho nên nó là chỉ có một cái thao tác đơn giản là tháo hai con ốc này và kéo cái dè ra thôi, cái dè con phía trước ra là ok rồi. Bộ dụng cụ mini của Boss thôi các bạn. Bộ dụng cụ này xài rất là ok. Bạn nào thích bộ dụng cụ nhỏ nhỏ này thì có thể liên hệ mình ha. Dùng để mình mở cái dàn ốc ở trên xe rất là ok các bạn.
Đây nè các bạn, đây nó có hai cái chốt nè các bạn thấy không? Đây nè, hai cái chốt giật nè, đó. Ngay chỗ vị trí này. Đây, ngay chỗ vị trí này, bên kia cũng có một cái đối diện luôn các bạn thấy không? Khi mà tháo hai con ốc hai bên xong, chúng ta sẽ giật về phía trước là lấy ra được. Thì hai nhớt cho nó sạch sẽ, nó không có bị dính dơ ha. Để mở con ốc nhớt mà của chiếc CB300R các bạn, thì các bạn sẽ sắm một cái tay lắc và một cái đầu 12 mi. Nếu như mà các bạn mà hai nhớt ở nhà gia đình đó, thì mình mua cái này nó hơi mắc tiền tí xíu, thì các bạn mua cái dụng cụ như thế này, một cái khóa dòng ha các bạn, đó, khóa 12, cái đầu này 14, thì mình sử dụng cái đầu 12 để mình mở ốc nhớt ha. Cái đầu này thì ở ngoài nó bán hình như chắc tầm khoảng mấy chục ngàn á, còn cái tay lắc này với cái tiếp này không á là nó cũng khoảng mấy trăm ngàn. Mình làm ở nhà thay nhớt cho nhiều bạn cho nên là mình sử dụng cái tay lắc này, cầm thì nó đầm tay nó chắc chắn hơn, mình có thể là sử dụng nhiều cái đầu tiếp khác nhau. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tiến hành là mở cái ốc nhớt ra các bạn. Đối với những bạn mà lần đầu tiên mình thay nhớt á, mình lưu ý là mình xem clip này để mình biết ha. Các bạn sẽ dặn mình sẽ ngồi mép hướng bên tay trái của chiếc xe, hướng bên tay trái của chiếc xe, và mình sẽ để cái đồ vặn này, đây mình sẽ cầm này cho các bạn dễ quan sát ha. Mình sẽ để vào trong cái phần ốc nhớt này các bạn, đấy, phần ốc nhớt này các bạn dặn nè, đó, theo chiều thuận chiều kim đồng hồ ha, tính theo cái phần mà dưới đáy của cái xe, mình sẽ dặn thuận chiều kim đồng hồ để mở cái ốc nhớt ra. Đối với những con ốc nhớt mà nằm ở phía dưới đáy hướng lên như thế này. Đó, còn nếu dụ như mà ốc nhớt mà nó nằm ngang qua cái bề mặt của hành máy như thế này nè, thì chúng ta để dụng cụ vô phần như thế này, dặn ngược chiều kim đồng hồ để mở ra. Còn đối với những con ốc mà ở dưới đáy này thì các bạn sẽ để như vậy và dặn qua hướng bên tay phải, từ trái qua phải để mở ốc nhớt. Thì khi mà các bạn đã dặn cho nó lỏng ốc nhớt ra rồi á, thì mình sẽ mở bằng tay ha. Các bạn lưu ý là cứ mỗi một con lốc ốc nhớt á, thì nó sẽ có một cái lông đền nhôm. Có nhiều bạn hay ốc hay nhớt á, xong rồi để rớt cái lông đền nhôm vô trong cái hao nhớt rồi không biết, tới chừng gắn vô á, thì chỉ gắn có con ốc thôi các bạn, gắn con ốc thôi, còn lông đền này không có, rồi đổ cái hao nhớt đi mới thấy cái lông đền, thì nó rất là mất công. Và khi mà mình xài ốc nhớt mà không có lông đền á, thì thứ nhất á, nếu như mà mình vặn nó bị sai lực, nó sẽ bị hư cái răng ở bên trong cái phần lốc máy của mình đó, và nó không có kín nữa, nhớt đi nó sẽ bị rò rỉ ha. Cái ốc nhớt này nó có tác dụng là giúp cho các bạn khi mà mình dặn bị lố lực á, thì nó sẽ có một cái phần nó chịu lại, nó lúng ốc nhớt này vô để nó đảm bảo được là nó không có bị quá lực ở trong cái phần ren của cái vỏ máy đó, và nó cũng kín rồi, nó không có bị rò rỉ nhớt trong quá trình mình chạy xe. Đó là cái tác dụng của cái ron bằng nhôm này, và nó cũng không có bị rung nữa. Ví dụ mình chạy nó rung, nó không có bị lỏng ốc nhớt ra. Nhớt đi 500 mấy thì vẫn còn vàng ok các bạn, chưa có cũ lắm ha. Theo khuyến cáo của bên cái cuốn sách của Honda thì người ta ghi là mình có thể thay nhớt từ khoảng 500 cây số cho tới là 1.000 cây số đầu tiên. Ở trong cái khoảng đó thì các bạn có thể là lựa chọn để mình thay nhớt ha. Khi mà các bạn tháo cái ốc nhớt ra, các bạn nhớ là chùi ở bên trong và bên ngoài kỹ lưỡng. Cái việc này nó sẽ giúp cho cái ốc nhớt của bạn khi mà gắn vào nó sẽ không có bị cát dính ở trong đó, nó sẽ sạch ốc nhớt và chúng ta dặn vào nó sẽ ok hơn. Đối với những cái bạn mà dặn bị lố lực á, thì các bạn nhìn sao mà các bạn biết lố lực? Hoặc là mình đem ra ngoài tiệm mình để cho người ta dặn nó bị lố lực thì nó sẽ như vậy nè. Đây các bạn nhìn thấy không? Cái phần mà lông đền nè, không biết là các bạn có thấy hay không ha. Cái phần mặt lông đền nè, nó sẽ có một cái đường khuyết. Thì đây là cái đường một khuyết của cái phần ốc nhớt này đó, để như vậy. À không, mình phải coi chính xác lại mình sẽ nói với các bạn ha.
À không, đây. Đây đúng rồi, mặt này. Nè nó khuyết theo cái đường mà của con ốc nè các bạn. Đấy con ốc để vô vậy, nó sẽ khuyết như vậy. Cho nên là khi mà mình gắn ốc nhớt với lại cái lông đền nè. Nếu mà có điều kiện á, thì mỗi lần thay nhớt, mỗi một lần mở ra các bạn thay một cái lông đền là ok nhất. Đó, còn nếu như mà mình không có lông đền mà mình thay luôn cũng vẫn được không sao. Nhưng mình vặn là mình phải chú ý là cái lực vặn của mình nó chính xác. Đó, các bạn vặn vào. Khi mà chúng ta trở lộn đầu này qua đầu này thì nó như thế nào các bạn? Đây nè, nó sẽ có một cái đường khuyết theo cái phần mà con ốc ở máy dưới này. Mà các bạn để nó hướng như vậy lên trên cái vỏ máy thì hành thử ra là đây, nó có một cái rãnh nè các bạn thấy không? Nó có một cái rãnh ngay đây. Đó, nó sẽ dễ bị rò rỉ nhớt. Cho nên là khi mà mình thay nhớt mình phải chú ý cái vấn đề này. Tuy là nó đơn giản nhưng mà không phải là ai cũng nhìn ra ha các bạn. Đó. Thì ở trên phần trên này nó sẽ áp với cái vỏ máy của mình thì nó sẽ bằng, nó sẽ liền hết. Nó không có cái gờ cái rãnh gì hết các bạn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ để cho nhớt nó ra hết. Tiếp sau đó là mình sẽ qua bên kia mở cái phần lọc nhớt ha các bạn. Và mở cái lọc nhớt thì cái cách mở như thế nào? Không phải là đơn giản chỉ có tháo ốc ra là xong thôi các bạn. Đó các bạn thấy không? Khi mà mình mở ốc nhớt ra mình thay nhớt á, thì mình lưu ý là mình phải để xe đứng và nghiêng. Chứ không phải là mình mở ốc nhớt ra mình để chỗ là nó ra hết nhớt thôi nha các bạn. Đó các bạn thấy không? Bây giờ nó gần nè, mình để ngang qua nè. Đó, nó chảy qua nữa nè, thấy không? Cho nên khi mà mình tháo nhớt ra mà mình không có hẳn xe và không có nghiêng xe, các bạn để từ đêm tới sáng thì nó vẫn không có thể nào mà ra hết nhớt được. Nó chỉ hồi hết cái nhớt cũ xuống cái phần mà két nhớt ở dưới này, cái phần mà đáy đựng nhớt của cái máy xe dưới này thôi. Đó. Còn nếu mà thật sự mà muốn ra hết thì chúng ta phải dựng hẳn xe lên nè. Đó các bạn thấy không, nó chảy ra liên tục rồi. Rồi bây giờ mình sẽ qua bên kia mở cái phần nắp của cái phần lọc nhớt ra cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn bằng cách là chỉ các bạn trước rồi sau đó mình sẽ thực hành cho các bạn xem ha. Đầu tiên muốn mở cái phần mà nắp nắp nhớt này nè thì nó gồm có bốn con ốc này. Thì các bạn sẽ mở đầu tiên là một con nè, hai con nè, con thứ ba nè, con thứ tư, chứ không phải là chúng ta mở con ốc này, mở ốc này rồi mở ốc này, mở ốc này nha các bạn. Các bạn sẽ chú ý cái quy trình. Các bạn có thể là mở ở phía trên này, chéo xuống phía dưới này, bên đây và bên đây. Và khi mà các bạn tháo á, thì các bạn dặn nới con ốc này trước, nới ra nha chứ không phải mở hết nha. Nới ra, nới ra, nới, nới. Sau đó các bạn sẽ lựa một con, các bạn sẽ dặn hết ra từ từ từ. Đó. Còn nếu như mà chúng ta mà dặn một con này nè, dặn hết ra xong rồi dặn tiếp con này ra thì hành thử ra là nó sẽ không có ngay. Đó. Và nó sẽ dễ bị xì nhớt. Nếu như mà chúng ta dặn lại cũng như là mở ra thì nguyên tắc đều là y như vậy hết nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ làm cho các bạn xem. Và có một cái vấn đề nữa đó là các bạn nào mà sợ nó bị trầy cái đầu ốc nè, trầy cái đầu ốc thì mình phải lót. Các bạn có thể là lót ni lông ha. Đó, các bạn để cẩn thận vào. Thì khi mà chúng ta lót cái ni lông á, chúng ta mở, ví dụ như mở cái ốc ốc của tất cả các lốc máy nè, thì chúng ta lót vào chúng ta dặn nó sẽ không có bị trầy cái đầu ốc. Đó các bạn thấy không? Thì chúng ta sẽ mở được bốn con ốc này ra. Ok. Đó. Chỉ cần mà nới ra cái là thôi là nhớt nó chảy. Thì khi mà mình mở cái lọc này ra là chắc chắn với các bạn là nhớt nó phải chảy ra rồi. Cho nên là cứ cho nó chảy tí xíu mình sẽ lau lại, chùi lại là ok. Cái loại mà lọc nhớt nó nằm ngang hông của cái hành máy này nó phải như vậy rồi. Rồi bây giờ mà nó đã lỏng ra rồi các bạn, thì mình lấy một cái dụng cụ hồi nãy ở trong cái bộ bót đó, mình sẽ dùng tay mình xoay nhẹ thôi. Thay vì mình xoay tay thì nó cái ốc ngắn quá mình xoay không được, thì mình lấy cái này mình xoay.
thì nó không còn sợ bị trầy ốc nữa, giống như hồi nãy ha các bạn. Đây. Rồi ok các bạn, đây là cái phần bên trong của cái nắp nhớt, nắp đậy cái phần lọc nhớt của chiếc CB300 ha. Nó có một cái lò xo nè các bạn, đây, cái lò xo ha, nó sẽ bắt vào trong đây và đè vào cái phần mà cái lọc nhớt để cho nó giữ cái phần lọc nhớt vô bên trong. Và đây là cái lọc nhớt zin nè các bạn. Đây cho các bạn xem nè, cái lọc nhớt zin nè, thấy đen không các bạn, đen thui luôn đó nha, rất là dơ luôn. Chứ cái lọc này mà bên mấy anh kỹ thuật viên ở trong Honda kêu xài 20.000 cây, mình không biết là nó sẽ ra cái gì luôn đó các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy cái lọc mà, nhìn rất là đen luôn. Và đây là có cái phần mà ron ron của cái phần mà nắp nhớt này các bạn, cái ron zin nè, đó ron zin nè, không đây mình phải dùng tay khều khều nhẹ nhẹ nó mới bung đó các bạn, nghĩa là khi mà người ta gạn dặn vào nó sẽ ép dính vào trong đó, đó nó có một cái lực dặn rồi, cho nên là bây giờ nếu mà chúng ta xài lại thì nó có nguy cơ bị rỉ nhớt rất là cao. Mà cái ron này thì nó không bao nhiêu tiền hết, cứ có 50.000 thôi, thì không nên tiếc tiền với lại cái những cái phụ tùng mà nhỏ nhỏ như thế này để xảy ra cái tình huống không có được như ý ha các bạn. Khi mà mình thay nhớt cho chiếc xe của mình các bạn thì tốt nhất là mình thay vào cái lúc mà trời nắng. Và chiếc xe của mình nó đang trong cái tình trạng là sạch sẽ, không có đất cát bụi bặm nhiều ha. Còn nếu như mà chúng ta đang đi mưa, sình lầy không, nó bám, rồi chúng ta vô chúng ta thay nhớt, các bạn thấy á, là thao tác mở những cái phần mà lọc nhớt này nè, nhớt rồi nó dính rất là nhiều. Cho nên trong cái quá trình mình làm, nếu như mà trên vỏ máy, trên xe của mình mới đi mưa vô cát đất, thì nó sẽ rớt vào trong cái phần bên trong của xe như thế này. Chúng ta có lau kỹ lưỡng cỡ nào thì nó vẫn không có được tốt cho lắm ha các bạn. Và những cái người mà hay nhớt người ta cũng không có kỹ lưỡng lắm, cho nên là thường thường những bạn nào mà mình trời mưa mà tới nhà mình thay, ít khi nào mình thay nhớt lắm. Đó. Những cái tờ giấy này á, thì chỉ lau ở cái vòng ngoài thôi các bạn, còn muốn mà lau vô bên trong nữa phải lấy tờ giấy khác ha. Làm một chiếc xe thì phải kỹ lưỡng, nhất là những cái phần mà bên trong của máy móc. Tuy là nó đơn giản, nó nhỏ nhắn, nó không có đáng gì hết á, nhưng mà mình phải chú ý ha. Có những chỗ mà người ta làm không có kỹ á, cát đất rồi bụi bặm rồi nó bám đầy trong đó hết. Chạy xe thì cũng thích thiệt các bạn, nhưng mà có một cái phần nó cũng rất là vui, đó là mình tự tay mình chăm cho chiếc xe của mình, chăm kỹ lưỡng cho chiếc xe của mình. Các bạn chạy xe thì các bạn không cần phải biết phải sửa xe đâu, nhưng mà những cái mà nó nhỏ nhỏ như thế này, như thay nhớt đồ rồi tăng chỉnh sên rồi này nọ sơ sơ, thay lọc gió rồi những cái phần bên ngoài của cái máy á, thì chúng ta có thể là tự mình chăm sóc cho xe mình ha. Nhưng mà mình chăm sóc thì mình cũng phải làm cho nó đúng kỹ thuật các bạn, chứ không phải là mình làm ẩu nha.
Đây là một cái ron mới, cái gioăng mới ha các bạn. Thì các bạn yên tâm là không sợ bị gắn nhầm đâu nha. Này các bạn nhìn nè, đấy, cái mặt bên đây nè, nó có cái gồ gồ lên nè, mặt bên đây, và nó sẽ hõm vô, phần dưới này nó sẽ hõm vô. Các bạn không sợ sợ nhầm, bởi vì đây, các bạn gắn nhầm nè, các bạn lật đầu lại nè, các bạn đâu có gắn được đâu đúng không? Thì ta phải gắn như thế này, cho nên là các bạn gắn là sẽ không bị lầm ha. Chắc chắn là mình sẽ rất là dễ gắn. Bây giờ chúng ta sẽ tới cái phần mà lọc nhớt. Chắc là sẽ có nhiều bạn thắc mắc là mình không biết là có nên đổ nhớt vào trong cái lọc này trước hay không. Nếu như mà lọc của xe phân khối lớn bình thường á bạn, nó xài cái lọc K và N đó, cái lọc mà loại lọc bự á, thì đổ nhớt vào trước, còn cái lọc này là lọc giấy như thế này. Đấy. Tuy nhiên đó là chúng ta nên đổ một ít cho nó ướt đều trên cái bề mặt của cái lọc ha. Không cần mà phải ướt mà ướt nhẹp đâu các bạn, chỉ cần cho nó hơi ướt ướt thôi. Đó, nó không có chảy ra tùm lum là được rồi. Để khi mà mình nổ máy xe, lúc mà mình thay nhớt xong mình nổ máy xe lên á, là nhớt nó bơm vào trong cái phần mà lọc này nè. Thì cái lọc mình nó đã ướt sẵn rồi và nó không có cái thời gian mà chờ để hấm ướt nữa, nó sẽ chảy nhớt lên trên đầu máy nuôi máy mình liền luôn. Nếu mà hai lọc nhớt của xe CB300R này luôn á các bạn, thì là 1,5 lít nhớt ha. Trước khi mà các bạn khui ra, các bạn lắc đều cái chai nhớt lên, tại vì trong cái quá trình mà mình để chai nhớt một chỗ á, thì nó không có được đều cái phụ gia trong cái nhớt. Chai shadow chúng ta sẽ kéo lên như vậy. Bên trong này thì nó có một cái siêu nữa nè các bạn. Đấy, bên trong nó có cái siêu ha. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ rót một ít nhớt vào trong cái phần lọc nhớt. Đây, các bạn thấy không? Chúng ta chỉ rót cho nó hấm đều cái phần lọc là ok rồi, chứ không có cần mà phải rót mà cho nó ướt nhẹp ra nha. Nó khác với là cái lọc K và N. Cái lọc K và N của xe phân khối lớn thì nó sẽ cần nhiều nhớt hơn. Đây, các bạn ốm cái lọc vào là nó giữ cứng cái lọc rồi các bạn. Không có sợ rớt ra ha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tới cái phần mà quan trọng nhất, cái phần mà nắp máy nè. Đây các bạn, mình sẽ để như vậy, mình sẽ ốm vào. Đấy, ốm vào xong rồi mình sẽ dặn đều tất cả các con ốc. Thì các bạn sẽ dặn chéo giống như hồi nãy là mình tháo ra như thế nào, mình sẽ dặn vào như thế đó ha các bạn. Do nó có cái lò xo bên trong các bạn, cho nên là khi mà mình ép tay vô thì nó hơi hơi nặng, mình phải giữ một chỗ. Sau khi mà mình đã dặn đều hết mấy con ốc rồi, bây giờ mình bắt đầu là tiến hành là mình sẽ dặn siết cứng lại, thì mình sẽ siết theo cái chiều này, bên đây, đây và đây. Hồi nãy cái lúc mà mình vặn bằng tay không vào các bạn, mình sẽ nhấn cái phần nắp nhớt này nó hơi nặng ha. Mình phải nhấn cho nó chết một vị trí xong rồi mình sẽ dặn theo cũng đúng theo những cái chiều như vậy luôn. Đó, như các bạn thấy là con ốc cuối cùng nè, đã dặn vô rồi mình mới buông ra, mình quay cho các bạn xem. Đúc cho sát cái chữ T, cái đầu tiếp vào cái bịch ni lông rồi mình mới bắt đầu dặn ha các bạn.
Đó, mình siết vừa lực lại hết tất cả các con ốc rồi bắt đầu mình mới siết cứng. Chứ mình đừng có siết mà cứng từ ngay từ đầu bất cứ con nào ở trong bốn con này nha các bạn. Ốc cái đầu ốc này khá là mềm, theo mình đánh giá là nó khá là mềm á. Cho nên nếu như mà không có lót ni lông với lại cao su mà dặn nãy giờ là nó cái đầu ốc có nguy cơ nó bị tè đầu á các bạn. Các bạn yên tâm là mình sẽ dặn cái này nè, nó không có sợ bị quá lực nữa ha, hoặc là mình sợ dặn yếu quá thì nó rờ rỉ nhớt, các bạn yên tâm về cái vấn đề đó. Tại vì mình cảm thấy là nè, khi mà mình vặn á, nghe cảm giác là nó vừa vào nha, là nó đã đứng lại rồi chứ nó không có vào nữa đâu, cho nên là các bạn dặn là vừa tới là ok. Đó. Con nào mà nó chưa 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 tới là các bạn dặn nè đó. Bây giờ mà các bạn có muốn dặn hơn nữa cũng không có dặn được nữa ha. Rất là đơn giản thôi. Sau khi mà mình gắn đồ xong xuôi hết rồi, mình kiểm tra đây rồi, bắt đầu là mình lau sạch hết những cái phần nhớt thừa nó dính trên vỏ máy nè. Đó, tiếp sau đó là bắt đầu mình đổ nhớt vô trong máy. Đóng nắp ốc nó cái ốc nhớt máy trên lại xong bắt đầu mà mình nổ máy mình kiểm tra. Coi coi là nó có bị rò rỉ nhớt ở đâu chưa. Nếu như mà mình kỹ ở nhà đó là mình lấy nước chứ lại nước nước rửa xe mình sẽ chùi thì sạch cái phần nhớt này luôn, dính ở trên vỏ máy luôn là xong cái quá trình mà thay nhớt cho chiếc CB 300. Rồi bây giờ là phần chính rót nhớt vô trong xe ha các bạn. Cái lon Shadow Racing này nè các bạn, mà các bạn xài xong rồi các bạn sẽ đục một cái lỗ nhỏ để mình rót nhớt cho nó hết luôn nha. Tại vì cái dạng chai này là trong này nó còn dư tầm khoảng gần 30 tới 40 ml nhớt ở trong cái chai này các bạn. Đây là cái phần mà nhớt lẻ nửa lít ha các bạn. Do là cái chai này nó bằng thiết đó, nó không có cái vạch để mình canh theo cái vạch, cho nên là phải có cái ca đông như thế này để mình canh. Mà nếu như mà các bạn mua về cho xe của mình mà không có ca thì mình có bán lẻ nhớt cho các bạn sử dụng luôn ha. Ví dụ như các bạn cần mua 1,5 lít thì mình sẽ bán nửa lít lẻ chẳng hạn, hoặc là 1,1 lít cho xe Winner. Những dòng 1,2 lít 3 thì cũng đều có hết nha. Rồi bây giờ là khâu đóng cái ốc nhớt này lại. Rồi chúng ta sẽ có thể là nổ máy lên được rồi. Các bạn lưu ý là phải đóng cái ốc nhớt này nha, nếu không á, là khi mà mình nổ máy á thì nó sẽ văng cái nhớt ra. Có bạn là đã bị rồi. Rồi bây giờ mình sẽ hẳn xe lên để xem thử là cái mức nhớt nó nằm ở cái bao nhiêu so với cái tấm kiến này nha các bạn. Đây mình hẳn xe lên nè. Rồi ok. Khi mà chưa nổ máy á các bạn, tức là mình thay nhớt mình mới vừa đổ nhớt mới vào á, mình hẳn xe lên thì các bạn sẽ thấy là cái mực nhớt á nó sẽ nằm ở cái mức cao nhất của cái tấm kính mình đo ha. Đó các bạn nhìn thấy không? Nó nằm ở cái mức cao nhất. Vì bây giờ mình sẽ nổ máy lên rồi bắt đầu nhớt nó bơm lên trên máy xong rồi bắt đầu mới để nguội. Rồi mình sẽ hẳn xe lên để xem là cái mực nhớt nó bao nhiêu thì sẽ chính xác hơn. Đẹp hả các bạn? Nhớt màu xanh dương mà khi mà quay lên clip nhìn rất là đã ha. Đó bây giờ là nhớt nó đã hút hết lên trên đầu máy rồi, các bạn thấy nhanh không? Mới vừa nổ máy lên thôi là nhớt nó đã hút lên rồi.
cho nó nổ máy tầm khoảng 2-3 phút gì đó, rồi bắt đầu là mình kiểm tra lại ốc nhớt với lại là cái nắp đậy cái lọc nhớt coi coi là nó có bị rò rỉ nhớt không ha các bạn. Cái khả năng mà rò rỉ nhớt khi mà mình làm đúng nó chỉ chiếm có khoảng 0,1% thôi, so với là 100% thì nó chỉ chiếm một cái độ mà xui, gọi là xui tận mạng mà cũng khiếp lắm luôn đó, thì nó mới bị thôi. Chứ còn hồi nào giờ mình thay rất là nhiều xe là thì chưa có một chiếc nào mà bị luôn các bạn. Chỉ cần trong cái quá trình mà mình thay nhớt đó là mình kỹ lưỡng là ok. Cái nhớt này là nhớt màu xanh dương cho nên nếu như mà nó rỉ ra là dễ biết lắm. Mình lấy tấm giấy đó, mình thấm mình thấy là màu xanh dương là chắc chắn là bị rỉ rồi. Mới vắt xe ra chạy thử vòng luôn các bạn. Cảm giác là xe nó bốc giọt, nghe nó rất là đã, cảm giác là nó khác hẳn hoàn toàn với lại cái nhớt mà Rodai ở trong xe. Còn về cái cảm nhận mà khi mà đi tour xa với là cái nhớt này hoặc là mình đi hàng ngày á, thì mình sẽ review sau cho các bạn. Thì mỗi một cái dòng xe á, nó sẽ phù hợp với lại một cái kiểu nhớt khác nhau, với lại là cái cách mình chạy xe, rồi mình cảm nhận vào trong cái điều kiện mình chạy á, thì nó sẽ tùy vào mỗi người. Có người á, thì chạy đường phố nhiều, nhưng mà có người ta chạy đi tour nhiều hoặc là chạy bộ lực nhiều á, thì mỗi một cái dòng nhớt nó sẽ có một cái đặc tính riêng mà sẽ đáp ứng được cho các bạn. Đấy. Chứ mà ví dụ như mình nghe thằng bạn mình nói là nhớt này tao đi thành phố im mát máy ok lắm, nhưng mà khi mà mình thay nhớt này mình chạy tour hoặc là mình đi bạo lực đó thì nghe cảm giác nó không bốc đó. Thì đó là cái sự so sánh giữa hai người cùng xài một cái loại nhớt, chứ không phải là mình thấy là người ta xài ok là mình xài cũng ok hả bạn. Đấy. Còn mỗi một cái dòng nhớt đó thì nó sẽ có một cái đặc tính riêng. Ví dụ như là Fuxiculin nó thì là một cái dạng nhớt dạng bền, nó có những cái tiêu chuẩn rất là ok, nhớt hiệu suất cao. Nhưng mà khi mà các bạn mà muốn một cái dòng nhớt mà nó thật sự bốc á, thì cái hàng Shadow Racing nó sẽ đáp ứng cho các bạn. Nhưng mà khi mà mình xài nhớt Shadow Racing này mà mình đi xuyên Việt á, thì cái thời gian mà thay nhớt á, nó sẽ nhanh hơn so với là Fuxiculin. Đó là sự khác biệt giữa hai cái loại nhớt. Còn ví dụ như mà các bạn muốn đi những cái tour ngắn, ví dụ như Sài Gòn, Đà Lạt, hoặc là các bạn đi trong phố nhiều mà mình không có chạy bộ lực, hoặc là các bạn chạy bộ lực thì vẫn được thôi chứ không có vấn đề gì hết. Nhưng mà mình cảm giác là cái xe nó sẽ đầm đầm, nó sẽ không có bốc bằng, thì mình sử dụng cái hàng Shadow, cái hàng Amsoil Matrix. Amsoil thì nó có dòng Amsoil 4T và Amsoil Matrix. Thì hiện tại bên mình có bán cái dòng Amsoil Matrix là dòng cao cấp nhất của hàng Amsoil, chứ mình không bán cái dòng 4T. Dòng 4T thì dành cho những bạn mà có kinh tế vừa phải, cũng như là mình đi xe nhỏ nhỏ vừa vừa. Còn bên mình đó là dòng 4, dòng Matrix đó là dòng cao cấp của hàng Amsoil, có thể là sử dụng được cho những cái xe phân khối lớn nữa, cho nên hiệu suất nó là một dạng nhớt hiệu suất cao, làm sạch và mát máy rất là ok. Nếu mà so sánh với tất cả các dòng nhớt mà mình từng xài thì cái nhiệt độ mà khi mà xài cho những cái xe thì xe phân khối lớn cũng như xe phân khối nhỏ thì Amsoil nó đáp ứng khá là ok hả các bạn. Còn về những cái dòng mà Shadow, không phải là Shadow Racing nha, mà là Shadow thường hay Shadow 5W40, Shadow 10W40, thì đó là những cái dòng nhớt mà để mình đi hàng ngày, mình đi bình thường, thì các bạn có thể là sử dụng những cái dòng nhớt đó, mình không có yêu cầu quá cao cấp. Mình chia sẻ với các bạn một xíu về các cái dòng nhớt tóm gọn là như vậy đó. Sau khi mà mình thay nhớt xong mà mình kiểm tra tại chỗ rồi, mình chạy một vòng rồi, thì bây giờ mình sẽ kiểm tra lại một lần nữa coi là nó có bị rò rỉ nhớt không ha các bạn. Mình sẽ có một tờ giấy trắng nữa này, đây mình sẽ chùi xung quanh cái ron. Các bạn thấy không, ngon lành, miếng giấy trắng tinh luôn. Cái này giống như là cái kiểu mà thử trinh tiết các bạn, thử trinh tiết của ngày xưa của mấy quý phi đồ này nọ trong cung vua đó, buổi ví dụ như lần đầu tiên không nói vấn đề nữa, nói mất không đầy bảo quá. Đấy các bạn nhìn thấy không, kiểm tra nè, cái miếng ăn giấy là nó sạch sẽ ngon lành hết. Thì cái lúc mà hồi nãy mình nói với các bạn là khi mà đã siết ốc đồ xong hết rồi đó, thì mình sẽ lau khô nhớt lại hết đó. Để bây giờ tới cái khâu này là mình sẽ kiểm tra được chính xác là nó có bị rò rỉ nhớt hay không. Nếu như nó không bị rò rỉ nhớt rồi, xong rồi bây giờ tắt máy để cho nó nguội lại chút xíu, dắt xe ra rửa cái phần mà nhớt nó dính hồi nãy. Mặc dù là mình đã lau ok rồi thì cái này không cần rửa cũng được, nhưng mà nếu mình kỹ thì mình sẽ rửa lại cho nó sạch nữa là ok hơn. Rồi bây giờ qua tới phần ốc nhớt bên kia ha.
các bạn bây giờ là nghe cái tiếng máy là nó êm đúng không, nhưng mà khi mà mình thay bô rồi thì tiếng máy nó sẽ khác ha, tại vì lúc đó cái đường khí thải nó sẽ ra nhanh hơn, mạnh hơn, thì cái máy nó làm việc nó sẽ nhiều hơn một tí xíu, cho nên là mình sẽ nghe được cái tiếng máy nó không còn êm giống như là lúc mà mình xài bujin nữa. Đây, nó chỉ dơ thôi các bạn, miếng giấy nó chỉ dơ thôi chứ nó không có không có bị rò rỉ nhớt ha. Rồi ok. Thay nhớt cho một chiếc xe thì nó cũng rất là đơn giản các bạn. Không cần phải bước này, bước A, bước B, bước C, mà các bạn chỉ cần làm kỹ là ok rồi. Không có cái phần mỏ cài ở dưới thì chiếc xe vẫn rất là ok ha các bạn. Các bạn mà muốn rửa xe sạch đó thì mình phải tháo cái phần mỏ cài bằng hai con ốc và giật chốt là xong. Nếu như mà bạn nào cảm thấy là cái phần mỏ cài nó dư thừa quá thì mình có thể là mình tháo ra luôn như thế này. Mình thấy nó khá là gọn ha các bạn, nhìn đi. Nhưng mà do là cái thiết kế mỏ cài nó sẽ bảo vệ cho cái phần máy xe của mình đó các bạn. Nó bảo vệ như thế nào? Khi mà lỡ mà mình trong cái trường hợp mình bị ngã xe nè, rồi hoặc là mình bị cái vật đá hay gì đó nó văng từ dưới gầm lên, thì cái phần mà nhựa đó nó sẽ bảo vệ một phần nào đó cho cái phần lốp máy mình. Còn nếu như mà chúng ta để trần trò trụi như thế này mà lỡ mà có đá hay gì nó văng vô từ dưới gầm nó văng lên, ví dụ như chạy cán đá ngay chỗ cái phần bánh xe bánh trước nè, nó văng nó bật lên thì không có cái phần mỏ cài đó thì nó sẽ trúng trực tiếp vô trong cái vỏ máy của mình. Cho nên là khi mà người ta thiết kế thì nó cũng phải có lý do hết. Còn nếu như mà mình cảm thấy là mình thích trần trụi như vậy thì mình cứ để trần trụi. Nhưng mà theo mình thấy là để cái phần mỏ cài nó sẽ che được một phần nào đó sình lầy nó bắn. Cái đó là cái mà mình có thể là quan sát rất là rõ. Xe này thì dễ hay nhớt lắm các bạn. Nếu như mà mình không hay lọc á thì mình chỉ cần việc tháo cái ốc nhớt ra và mình chờ cho nhớt nó ra hết, rồi mình đóng nó ốc nhớt lại và châm nhớt mới là ok. Đấy. Còn nếu như mà hay lọc á thì thời gian hay nó sẽ lâu hơn và mình làm nó phải tỉ mỉ. Như các bạn thấy là mình làm rất là tỉ mỉ và chi tiết luôn, là không có một hộp bụi hay là một hộp cát nào mà nó dính vô trong cái phần nhạy cảm của chiếc xe được hết. Còn nếu như mà các bạn mà đi tiệm á, thì mình không phải là mình chê các bạn, cái người mà ở ngoài tiệm người ta làm không có kỹ, nhưng mà do cái yếu tố là khách hàng nó đông á, thì người này chờ người kia, cho nên là anh chủ tiệm hoặc là những cái tiệm nào đó người ta làm nó không có được kỹ lưỡng bằng ở nhà mình làm. Cho nên là khi mà mình chạy xe, nếu như mà mình có điều kiện thì mình nên thay nhớt ở nhà ha. Trừ những bạn mà ở nhà chung cư rồi nhà phố mà không có cái sân ở phía trước thì mình phải đem tới những cái chỗ mà thay nhớt cho người ta làm. Còn nếu như mà mình ở nhà mình rộng rãi có sân, có một cái khoảng sân từng khoảng dài tầm 4 mét, ngang tầm khoảng 2 mét, 3 mét thôi là đã làm được ok rồi các bạn. Hồi xưa cái lúc mà mình còn đi làm, đi học ở dưới Sài Gòn á, lúc đó mình cũng ở nhà trọ, nhà mướn, không có cái khoảng sân, các bạn biết mình đem đi đâu không? Mình lấy cái đồ hứng á, xong rồi mình hứng nhớt vô trong cái đồ hứng mình đem ra công viên mình làm á. Nó có một cái khoảng công viên ở, gọi là sao ta, nó không phải là công viên giống như là công viên lớn đâu, nó là công viên nhỏ nhỏ thôi. Thì mình trưa nắng nó không có ai hết, thì mình đem ra công viên, bắt đầu là mình thay nhớt xong cái mình đổ vô trong cái chai đó, mình đem về lâu lâu cái cuối tuần cái đem về Củ Chi nè, có làm gì thì có nhớt cũ làm đó, thay nhớt cho xe. Ngày xưa thì mình đi 135 thôi, mình thay nhớt rồi hay lọc cho xe là đem ra công viên làm bạn. Còn ví dụ như rửa xe thì ở cái khoảng sân ở phía trước của cái nhà trọ nó có một cái cống đó, cái mình đem ra cái chỗ đó, buổi chiều nó mới mát, còn buổi trưa nó nắng lắm thì đem ra ngoài khoảng sân đó, bắt đầu múc xô nước ra rửa từ từ, rửa cho tới khi mà hết chiếc xe luôn. Tiền nước ở dưới thành phố thì nó hơi cao một tí xíu. Đây mình quay tổng thể chiếc xe ha. Các bạn nhìn thấy xe nó rất là góc cạnh rất là đẹp. Về cái mặt mà bảo dưỡng rồi nhớt nhau rồi phụ tùng của nó thì không có bao nhiêu. Kinh tế của mình từ khoảng lương của mình tầm khoảng từ 10 tới 15 triệu một tháng, hoặc là ví dụ như 8 triệu thì các bạn có thể là sở hữu dòng xe này và sử dụng nó, ví dụ như tiền xăng nè, tiền dầu nhớt đó, rồi các cái phụ tùng hay hế, thì cái chiếc xe này cái giá trị của nó rất là dễ chịu cho các bạn có thể là sử dụng hàng ngày hoặc là mình đi tour đều được ha.
Nó là 300cc, biển số là A3, thì các bạn biết là nó là một dòng mô tô cỡ nhỏ, nó cũng là mô tô rồi đấy chứ không phải là nó cùi đâu nha các bạn. Được trang bị là cái phục phía trước là phục upside down, hai thắng đều có ABS hết, và kiểu dáng thì rất là ngầu đẹp, trẻ trung vẫn có thể là chạy được nè, rồi người lớn lớn tuổi khoảng 40-50 vẫn có thể là chạy được, chứ không phải là nó kén người chạy ha các bạn. Có những cái dòng xe mà ví dụ như mình trẻ mà mình leo lên mình ngồi á thì nó nhìn nó không có được hợp, nhưng mà những cái dòng xe như thế này nó sẽ phù hợp với rất là nhiều cái đối tượng mà sử dụng xe. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, nếu như mà thấy hay thì có thể là like cũng như là đăng ký kênh để cùng đón hay xem những cái video clip tiếp theo về chiếc CB300. Còn nếu như mà bạn nào mà yêu quý shop Sunat Phạm Tấn Sunat thì có thể là ủng hộ mình mua hàng, mua dầu nhớt, sản phẩm phụ gia chăm sóc xe ở phần dưới comment, và ở cái phần mô tả video clip thì mình có để cái link app Shopee, các bạn có thể là mua hàng ở trên đó hoặc là liên hệ với mình. Nhắn tin ở trong Shopee nó có cái phần tin nhắn, thì các bạn thắc mắc về sản phẩm có thể là hỏi mình sẽ tư vấn thêm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi ha.